Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, đoàn kết là nguồn gốc tạo ra sức mạnh, đoàn kết là then chốt của mọi thành công. Trong di chúc thiêng liêng, Bác Hồ căn dặn, các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Thấm nhuần lời dạy và tư tưởng của Người, học và làm theo lời Bác, những năm qua Đảng bộ phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội luôn coi trọng giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất. Sự đồng tâm nhất trí này đã được lan tỏa xuống các chi bộ, đến từng cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ và nhân dân trong phường. Chúng tôi xác định là công tác tuyên truyền, vận động đối với đảng viên, đối với cán bộ và nhân dân, để cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh là rất quan trọng. Cán bộ đảng viên của chúng tôi cũng xác định là học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là cái việc làm thường xuyên, liên tục và ở mọi nước mọi nơi. Tạo được cái sự đoàn kết trong khu dân cư. Cái thứ hai là tạo được sự dân chủ. Cái thứ ba là chúng tôi đã là sâu sát với quần chúng nhân dân, đáp ứng được nguyện vọng của người dân và tạo được niềm tin cho người dân và người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Bằng cái tập trung cao độ phát huy cả hệ thống chính trị thì chính Định Công đã thông qua cái đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phát động phong trào thi đua sâu rộng trong cả hệ thống chính trị. Ngày nào cũng vậy, cứ hai buổi một ngày, các thành viên của câu lạc bộ khiêu vũ và dân vũ của tổ dân phố số 27, phường Định Công, quận Hoàng Mai lại tập trung đông đủ tại đây. Thời gian này, các thành viên của câu lạc bộ đang tập luyện các bài biểu diễn cho dịp lễ Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Đây là một loạt sáng tạo của chi hội người cao tuổi tổ dân phố số 27, nhằm tăng cường tình đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của người dân khu dân cư. Cùng trao đổi, rồi tự lên ý tưởng, tự biên đạo, tự hướng dẫn nhau tập luyện. Cứ thế, các thành viên trong câu lạc bộ ngày càng gần nhau hơn, đoàn kết hơn, yêu thương nhau hơn. Câu lạc bộ cũng là nơi để các hội viên vừa có thể rèn luyện, nâng cao sức khỏe, lại vừa có thể chia sẻ cùng nhau những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống. Phong trào này thì có ý nghĩa là để nâng cao cái ý thức cho mọi người có ý thức với cộng đồng và làm theo tấm gương của Bác Hồ. Cho nên các cái bài tập các bài dân vũ nhằm vào các ngày lịch sử của đất nước để nâng cao cái ý thức để người ta nhớ lại những cái ngày lịch sử và giáo dục con cháu để nói theo cái tấm gương của những người đi trước. Bác Hồ rất quan tâm đến vấn đề đoàn kết dân tộc. Thì cái câu lạc bộ này là một cái nơi, cái môi trường để cho anh chị em trong khu dân cư sinh hoạt với nhau, thương yêu nhau hơn, đoàn kết với nhau hơn. Và thứ hai là Bác Hồ cũng rất quan tâm đến vấn đề sức khỏe. Thì chúng tôi cũng học tập cái tinh thần đó, tinh thần gọi là nâng cao sức khỏe đối với thế hệ trẻ thì là để xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Còn đối với những người cao tuổi thì đấy là một cái sinh hoạt rất là tốt để nâng cao sức khỏe và cũng là một cách góp phần để xây dựng đất nước chúng ta giàu đẹp. Còn đây là tuyến đường nở hoa, một trong 10 công trình nhằm chung tay cùng cấp ủy chính quyền địa phương xóa các điểm đen rác thải trên địa bàn của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Định Công. Ngay khi chi hội phụ nữ tổ dân phố triển khai thực hiện, công trình đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân và được các cán bộ đảng viên cùng nhân dân trong tổ dân phố số 27 đầu tư xây dựng, duy trì. Từ ngày có đường hoa, các chị em, cán bộ, đảng viên và cả người cao tuổi, thanh niên trong tổ dân phố đều đặn cùng nhau tập trung phân chia công việc. Người hăng hái dọn dẹp, người nhổ cỏ, trồng hoa, rồi lại cùng nhau lắp đặt hệ thống tưới nước tự động, giúp duy trì đường hoa lâu dài. Không chỉ có ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan đô thị, tuyến đường nở hoa còn giúp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của các tầng lớp nhân dân, góp phần thắt chặt tình đoàn kết tại khu dân cư thông qua việc cùng chung sức tạo dựng cảnh quan môi trường. Thành công nhất của chúng tôi là xây dựng được cái tình đoàn kết trong chi bộ và trong toàn khu dân cư. Ngay từ đầu nhiệm kỳ đấy, chi bộ đã đề ra cái mục tiêu là xây dựng sự đoàn kết đồng thuận trong khu dân cư. Với chi bộ là nòng cốt, chi ủy là hạt nhân, ban công tác mặt trận và các tổ chức
làm cái chất gắn kết toàn dân trong khu dân cư. Cán bộ đảng viên tôi là xác định là phải là gương mẫu trong việc thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chính cái sự gương mẫu của cán bộ đảng viên đã lan tỏa ra toàn khu dân cư, cho nên là càng trong cái khó khăn, càng trong cái dịch bệnh vừa qua ấy, thì cái tình người, tình đoàn kết, tình làng nghĩa xóm càng được phát huy được cao độ, và như vậy là chúng tôi tổ chức các hoạt động nó tương đối thuận ở chỗ là được nhân dân ủng hộ. Chi bộ tổ dân phố số 34 là một chi bộ khá đặc biệt trên địa bàn phường Định Công. Chi bộ có 82 đảng viên là những cán bộ công nhân viên chức, cán bộ nghỉ hưu và hơn 100 đảng viên sinh hoạt hai chiều. Là địa bàn có khu tái định cư nên việc quản lý an ninh trật tự và dân cư ở đây gặp không ít khó khăn. Số lượng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn cao nên bên cạnh việc chú trọng tạo sự đoàn kết trong các cấp ủy chi bộ cũng luôn chú ý sát dân, gần dân, vì dân, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân để chăm lo đáp ứng nhu cầu nhân dân. Đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cấp ủy chi bộ luôn quan tâm thăm hỏi và có những cách làm riêng, phù hợp, từ đó tạo được niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của chi bộ. Thứ nhất là chúng tạo cho một cấp ủy chi bộ là luôn đoàn kết, mà đoàn kết là sức mạnh, đúng như tư tưởng của bác nêu. Cái thứ hai nữa là dân chủ đóng vai trò quan trọng, dân chủ nhưng lại tập trung và làm sao đảm bảo được là các đồng chí đảng viên đóng góp tích cực, dân chủ và đồng thời thực hiện tốt cái nghị quyết của chi bộ. Cái thứ ba đó là sát dân, gần dân, vì dân, thì là cái công việc này là chi bộ quán triệt, đây là đặc thù chung của cái chi bộ của khu dân cư. Chính vì vậy mà cái việc gần dân, sát dân là rất quan trọng, làm sao tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân và đáp ứng được những cái mong mỏi của họ, tạo được niềm tin của bà con. Và 2 năm vừa qua chúng tôi làm được 4 đợt thiện nguyện, mỗi đợt hơn 20 triệu, số tiền thì không phải lớn nhưng đáp ứng được nguyện vọng của người dân và tạo được niềm tin cho người dân, và người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và tin tưởng vào cụ thể trong khu dân cư là tin tưởng vào chi bộ. Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Quận ủy Hoàng Mai, thời gian qua, Đảng ủy phường Định Công đã chủ động, nghiêm túc xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên tinh thần xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ hơn nữa giữa Đảng với dân. Nhờ đó có tác động tích cực đến việc tu dưỡng, rèn luyện bản thân của từng cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương. Đảng ủy phường cũng đã ban hành nghị quyết, xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện, tổ chức nhiều lớp học tập, nhiều hội nghị để tuyên truyền tới các cấp ủy chi bộ, tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường, nhằm đổi mới công tác tuyên truyền về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời xác định theo vị trí địa lý của từng khu vực cấp ủy chi bộ để có những định hướng cho các cấp ủy chi bộ tổ chức sinh hoạt. Qua quá trình tổ chức thực hiện, các cấp ủy chi bộ chúng tôi đánh giá rằng là cái vai trò hết sức quan trọng trong cái cuộc học tập này. Mỗi chi bộ tốt, mỗi đảng viên tốt, mỗi chi bộ mạnh, mỗi đảng viên mạnh thì sẽ tạo cái điều kiện để toàn đảng bộ sẽ thực hiện tốt cái cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh. Do vậy, và chúng tôi cũng thường xuyên quán triệt tới các cấp ủy chi bộ, thường xuyên quán triệt tới đảng viên trên địa bàn toàn phường, để từ đó các cấp ủy chi bộ có những cái phương án, có những cái cách làm phù hợp với từng cái địa bàn cấp ủy chi bộ phụ trách, để tuyên truyền vận động đảng viên trong chi bộ mình, tuyên truyền vận động nhân dân ở trong chi bộ mình thực hiện học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh. Để thực hiện hiệu quả hơn nữa thì chúng tôi có thể nói rằng hướng dẫn các cái chuyên đề hàng năm làm sao cho sát từng địa phương đơn vị, và thông qua đó thì cũng sơ tổng kết đánh giá khen thưởng những cái đơn vị mà làm tốt và kịp thời uốn nắn nhắc nhở những đơn vị làm chưa tốt. Và trong đó thì cái việc đánh giá hàng tháng đối với cán bộ cũng như hàng năm trong việc đánh giá cán bộ thì gắn với việc thực hiện chỉ thị 05 nó sẽ rất hiệu quả. Và thông qua thực hiện tốt chương trình hành động hàng năm hàng tháng của mỗi cán bộ đảng viên thì chính là góp phần mỗi cán bộ đảng viên sẽ thấy cái việc học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là cái việc tự giác, là cái việc thường xuyên. Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt.
những minh chứng ở Đảng bộ phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội một lần nữa khẳng định xây dựng chi bộ vững mạnh theo lời dạy của Bác là định hướng đúng đắn, là cơ sở vững chắc để nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.